Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Sĩ Kẹo. Và ngày hôm nay ấy, thì mình đang có một clip rất là hay, nên là mình muốn làm luôn, gọi là muốn thử lòng Sĩ Kẹo. Hôm nay thì mình có mua một con iPhone 11 Pro Max anh em ạ. Oh my god. Wow. Thì đó rất là giá trị đúng không? Nói chung là mọi người cũng biết là gọi là mình cũng không có dư giả gì điều kiện mấy, nên cũng chỉ có thể tặng cho Sĩ con này thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ gọi là thử đi ra chỗ Sĩ Kẹo xem thử là Sĩ Kẹo sẽ phản ứng ra sao khi mà nhận được con iPhone 11 Pro Max của mình mọi người nhá. Ok. Và giờ bây giờ chúng ta sẽ đến với cả phòng Sĩ Kẹo. Hello bạn. Ôi trời ơi, sao nhảy tưng bừng như này, đang làm gì đấy? Ôi. Trông nó mặt nó phê pha kìa. Tất nhà bạn mày ơi. Cái đéo đấy. Rồi. Mày làm sao? Nào. Sao? Hôm nay ấy là mình đang có cái con iPhone 11 Pro Max. Đấy, nào tặng cho bạn. Hôm nay tại vì nói chung là mình cũng đi lặn lội từ xa này, đến. Này. iPhone thật không? Thật. Không sao. Tớ thiếu điện thoại đâu, nhà tớ bán điện thoại không à. À, ok. Bạn thấy con iPhone của mình chất lượng không? Sao nó lại không có giấy bóng màu ở ngoài? À. Khổ nỗi mình phải check trước là xem nó có lỗi gì không ấy. Đấy trắng là trắng. Ừ đúng rồi, bình thường là nó có cái bọc ni lông ấy, nhưng mà bữa nay là mình bỏ ra, mình phải check cho bạn đàng hoàng mình mới tặng cho bạn chứ. Chứ tặng bạn là hàn lỗi, bạn lại quay ra bạn bới mình làm sao? Made in China. Khổ lắm, không có tiền gọi là mua hàng Mỹ thứ cho ông thì mua tạm hàng China, miễn là vẫn là iPhone là được rồi. Bạn có nói hỏi gì? iPhone 2 triệu Shopee à? Bạn điên à? Ăn chất lượng mình mua mấy chục triệu bạn cứ đùa. Cái vỏ hộp thì không bao giờ đánh giá được vẻ bề ngoài bên trong đâu. Đấy bạn thấy chưa? Đấy, mình nói mình tặng thật cho bạn, mình có nói điều đâu. 250.000 đấy. À nên mày mua hàng cũ của tao đấy, thẳng là đéo có hộp. Nào vớ vẩn có 99% đây này. Ừ, thôi đấy. Anh em thông cảm. 24 triệu. Ê. Cái đéo gì sai vậy? Đây. Đây, iPhone lên gì đó, đúng iPhone đúng không? Đéo phải. Đúng iPhone gì nữa? Đéo phải. Đây nhá, con iPhone này nhá, bạn nhìn nó chỉ khác nhau là có ba cái mắt này, cái này một mắt thôi. Thì bây giờ ấy bạn, mình sẽ mua cho bạn cái phụ kiện này gắn ba cái mắt ở đây. Thế là thành iPhone 11, đúng không? Mày lừa bố à, đây là iPhone 6 mẹ, thằng nào chỉ biết đây là iPhone 6. Đâu, đây là iPhone hàng chính hãng, đúng của 11 rồi, nhưng mà mình gỡ ba cái camera ra này. Ra thôi, bạn hiểu không? Nó lên đời iPhone 11 Pro Max. Xong rồi nó để lại cho mình cái hộp này, xong nó vứt con iPhone 6 cũ của nó hàng thải ở đây, xong nó tặng cho mình. Đâu, cái này mình đã bảo mình mua tít Mobile City thì mình chạy rõ ra xa ra mình mua cho bạn, bạn bảo thế. Tình mình nghĩa thân. Anh em có chắc bền lâu. Ai thế? Rồi. Thảo nào, tớ nghĩ tự nhiên bạn tốt với tớ như thế. Thôi. Thế mà tặng tớ iPhone 6 đéo thì tớ. Nhưng mà bạn có nhận không? Bây giờ mình đã mua mình tặng cho bạn rồi, bạn có nhận không? iPhone 6 ấy, ông để mà tặng gái nhá. À. Dùng iPhone 6 để lác vãi lộn. À. Này, đóng hộp. Trả về, em mà tặng gái nhá. À. Anh tặng cho rồi. Ok, tình nghĩa anh em. Gọi là mình có món quà, gọi là lâu ngày em không gặp và cũng không lấy cái này, không nể mặt mình. Đem mà tặng gái nhá. À, bây giờ bạn đuổi mình ra khỏi phòng à? Bởi vì quà của mình không đủ đẹp nên bây giờ bạn đuổi mình ra khỏi phòng đúng không? Nhầm. Tớ đang làm clip cho các bạn xem, ok. Mày đi ra ngoài nhanh thật. Thì nó đuổi mình ra ngoài đấy. Tình nghĩa anh em ấy, đấy tình nghĩa anh em. Đấy, anh em thấy gì chưa? Đấy, tình nghĩa anh em không bằng một con iPhone anh em ạ. Đấy, buồn không? Đấy, tình nghĩa nó chỉ đến thế thôi. Nhưng mà thực ra ấy, mình thử lòng thôi. Này, tôi có iPhone 11 Pro Max ở ngay trong túi này. Đấy, tôi không thèm mở ra. Đấy, anh em thấy không? Đúng con iPhone 11 Pro luôn nhá. Đấy. Chẳng qua là mình thử lòng xem nói nào thôi. Hóa là thằng này nó chơi chó mình thế này là không được rồi anh em ạ. Thôi rồi, thằng này nó như thế này là không được rồi. Thôi bây giờ anh em sẽ, ta sẽ vào thử và tặng cho nó con iPhone 11 Pro thật. Cho nó xem biểu hiện của nó như nào anh em nhá. Bạn yêu ơi, bạn đi đâu? Tắt nhạc nào. Tắt nhạc cái nào? Sao? Vừa mình thử lòng tí thôi. Xem biểu hiện bạn nào á, tình nghĩa anh em không bằng một cái con điện thoại. Là sao bạn phải xem xét về cái nhân cách của bạn nhá. Đéo ấy, tình nghĩa anh em chỉ bằng cái kem ấy, ăn xong mút thì vứt chứ có gì đâu. Mình đang định tặng cho bạn con iPhone 11 Pro Max thật đây này.
Đấy, đưa cho bạn nhưng mà bạn thế này là không được rồi. Ok. Thế bây giờ tình nghĩa anh em như nào? Thế bây giờ tình nghĩa anh em như nào? Tặng tờ xin nhá. Nhưng mà bây giờ tình nghĩa anh em như nào đó? Vừa bảo như có kem thôi mà. Bây giờ như nào? Đâu, tớ không biết gì cả, tớ có thấy gì đâu nào. Có biết gì đâu. À, rồi. Em thấy chưa? Thôi. Lật mặt một cách trắng trợn rồi em ạ. Cút ra ngoài. Lấy được con iPhone 6 thì nó gọi là chê lấy chê để, nó chửi mình. Chửi không, mình tới tấp là. Không, không có iPhone 6 là hết. Tớ không thấy iPhone 6 là hết. Bốc hơi, vô hình à. À, tớ không thấy. Ok, mày ra thế đi. Thế sắp tới thế nào, có quà tân gia gì không? Quà tân gia gọi là cho mình làm bữa lẩu mọi thứ. Bạn đã tặng cho con hẳn con iPhone đi thế rồi. 2 đô, tớ tiền may mắn bỏ ví nhá. Ui vãi trưởng. Mình cho nó con iPhone nó tặng cho mình hẳn tờ 2 đô luôn anh em ạ. 10.000 đồng được suất cơm rồi, đi ra ngoài nhanh bố mày làm. Cảm động quá. Thôi, thì hôm nay có việc như này này. Đấy là hôm nay tôi ra tôi là muốn test thử con iPhone 11 Pro cho bạn chơi xem. Tại vì thấy bạn mấy lần toàn up lên trên kênh bảo rằng là có cái mấy con iPhone 6 hay iPhone gì trên kênh dùng giật lag quá, thế tôi phải tặng cho bạn đấy. Hey, đấy bây giờ về bạn lôi con iPhone 11 Pro ra. Bạn xem mà chơi Free Fire xem có mượt không nào. Ồ, mua cho tớ, nó còn mua tặng được cả ốc lưng này, ngon phết các bạn ạ. Ốc lưng vuông luôn, giống kiểu 12. Đấy. Mở bạn thích không? Mở bạn thích không? Ngon đấy. Mày bóng ấy thật. Ngon là người yêu cũ bạn đâu. Ông nói thế, tôi em biết yêu khổ ấy. Ba đời nhà tôi chưa yêu ai. Đúng không? Vẫn. Ba đời nhà tôi chuyên làm fuckboy, đến đời tôi thì đều có người yêu. À, ok. À, phải quá. Úi dồi, mệt vãi cả gì người ngoài rồi. Nào. Bạn chơi thử với Free Fire, ui, vãi trưởng, khẩu trang phi bố luôn này. Mẹ thẳng dùng khẩu trang giá rẻ thì chỉ thế thôi. Nghèo. Đâu có khẩu trang xịn mà dùng, mẹ mày khẩu trang này có khi tớ bóc ra cũng đều có gì ở trong ấy. Ui vãi trưởng. À có. Ui có, gì này? Ba lớp than hoạt tính có. Nói chung là được. Free Fire để tớ vào tớ tải Free Fire nhá. Đây mình chỉ cho. Free Fire Max luôn, Free Fire Max chơi tốt mà. Đó. À đây. Mình cài sẵn hết cho bạn để bạn chỉ việc chơi đây. Chất lửa. Sáng xíu xem nào. À lâu lắm không dùng iPhone, cái này bật tiếng rồi. À. Mở đâu. Chất lượng ngay. Wow. Tiếng Việt à? À cái giọng của anh Parkman các bạn ạ. Chất lượng ngay. Úi sổ rồi. Chà, nick nhiều đồ. Chất vãi trưởng. Chiến ơi. Chiến thử thế nào. Chiến tốt. Thể hiện cho các bạn xem trên kênh Sĩ Kẹo anh em này, one shot này. Ôi ghê. Úi dồi ôi, lâu lắm không gặp. Cho tay cho quả iPhone 11 Pro cái là bắn gắt hơn hẳn. Dạ, thật đấy. Với chất lượng chứ người nghe không phải phí máy bạn ra 11 Pro Max bắn không được thì vứt mẹ máy đi để làm gì. Đây này, bố mới chỉ thể hiện một lần duy nhất nhá. Thằng nào xuống trên nhà ấy nhỉ. Đấy. À. Chứ gì đã bật cái mảng của mẹ nhanh thế. Phải nhanh chứ bạn u. À, ok này. Đấy em. Chạy con mẹ máy. Ui đúng đấy em. Sợ quá. Phần này để hơi so rồi. Lỗi tí. Tớ thử lòng bạn thôi. Tớ bắn full headshot cơ mà. Lo gì, 10 kill, 9 kill headshot. Okay, nào, câu liệu này, highlight này. Đâu? Chạy. Ôi giời, vẫn chết à? Quẩy, vai, trưởng. Nó dựng một kèo vẫn chết được, điều vai. Mày thấy chưa, đây là pro player chơi phải khác chứ dựng một kèo mà dựng tuổi lìn nếu mà dựng. Lên, máy xịn quá. Cảm ứng, tôi thề với anh em vút sướng nhá. À, bố này trốn đâu đây? Trốn rồi. Ui vai, sao bắn toàn headshot vậy? Sợ thế? Sợ chưa? Ui ôi, tớ luyện chơi game mấy tháng này, trình độ bây giờ nó khác rồi, nó pro leo rồi. À, nó không gái được trước đúng không? Pro máy xịn khác, không, do máy xịn thôi. Thì cũng đúng do máy xịn nhỉ. Ui vai, sợ thế? Bắn phát nào headshot vào đấy luôn, ghê với trưởng. Vút cái lên chả vỡ đâu. Này, vứt đứa nữa hổ cái. Này, cho nó tịt. Phát 1 này. Ôi trời ơi. Ok đấy. Ôi trời ơi, dễ vai. Luôn, buya luôn. Mày xịt nó kha. Thôi rồi. Chất lượng. Đây, bạn này. Mình chỉ cho bạn này. Đây. Gì? Đấy.
Thế này nhá, hôm nay mình ra mình chỉ để test thử con iPhone này xem nó có ok không mà. Mày đùa tao đấy, mày đùa tao đấy. Đấy, mình mục đích của mình thế thôi chứ bạn nghĩ gì, con iPhone 11 Pro rồi bao nhiêu tiền? Nhờ người ta đi. Thôi, ai thế. Thôi mình đùa đùa thôi, bây giờ mình sẽ phải mình đi về trước nhá. Thôi bye bye bạn nhá. Bye bye nhá. Nào, đừng bạn này. Đừng. Ok anh em nhá, vậy là mình đã chôn sĩ kẹo xong rồi, và nếu như mà anh em thấy video mình hay thì đừng quên để lại cho mình like và nhớ subscribe kênh YouTube giúp mình nhá. Ok bây giờ bye bye anh em và tạm biệt anh em, hẹn anh em gọi là gặp lại anh em ở trong những cái video lần sau nhá.